Xin chào mọi người, mình là Khánh Linh và đây là phần 2 của series bài viết Những điểm mù của mình trong học tập của tác giả An Tường. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu vào phần 2 nhé. Mình vẫn còn nhớ những ngày nắng trong cái lần mình đi thi đại học. Đó là những ngày nắng đẹp nhưng không hề gắt, bầu trời trong xanh cao vời vợi, còn những áng mây hiền hòa thì cứ trôi miên man. Địa điểm thi lại chính là trường cấp 2, nơi mà mình từng học, nên khi vừa bước vào trường, những kỷ niệm ngày xưa cứ ồ ạt tràn về. Mình đã ngẩng đầu lên nhìn những tán lá của hàng cây bàng năm nào và lắng nghe những chú chim hót vang vào những buổi thi năm ấy. Sở dĩ mình có thể thảnh thơi cảm nhận một cách chi tiết mọi thứ xung quanh như vậy là vì từ lâu mình đã có ý định đi du học và gia đình mình cũng rất ủng hộ mình. Thế nên kết quả của cái thi đại học đối với mình là điều không quá quan trọng. Nhưng một điều bất ngờ đã đến với mình trong ngày mình biết kết quả thi. Mình đạt 19,75 điểm. Mình biết đây cũng là một số điểm bình thường thôi, dù năm đó là năm chẵn nên đề khá khó. Số điểm này cao hơn nhiều so với mình dự tính. Và nguyên nhân khiến mình bất ngờ là vì do ý định đi du học, việc học của mình đã trở nên bê bết hơn rất nhiều so với những năm tháng học sinh trước đó. Mình chỉ dành 1/3 thời gian ở nhà để học bài trên trường, là 1/3 buổi tối. Vì trường mình dạy cả 2 buổi sáng chiều, không tham gia bất cứ lớp học thêm nào và bắt đầu bước chân vào con đường tự học từ đó. Mình học ít hơn, nhưng kỹ hơn vào những phần quan trọng. Thời cấp 3 của mình có một vòng lặp vui nhộn là học kỳ 1, lơ là và bị điểm thấp, và chỉ đợi đến học kỳ 2 để cày cuốc để cân bằng lại điểm trung bình cả năm. Sau khi hết bất ngờ, mình chỉ đinh ninh rằng mình chỉ là một kẻ may mắn. 4 tháng sau, mình lại tham gia một kỳ thi khác tên là IELTS. Lần này thì hoàn toàn ngược lại với lần trước. Mình học rất chăm, không hề lơ đãng và chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nghía mấy thứ xung quanh cả. Ngồi vào vị trí, giờ thi chưa bắt đầu mà mình đã thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Từ đó sự lo lắng của mình cứ tăng dần lên và bụng mình bắt đầu nhói lên từng cơn. Hậu quả là trong suốt buổi thi, não mình không phải chỉ dùng để suy nghĩ và hoàn thành bài thi, mà còn để giữ bàn tay và cái bụng của mình bớt căng thẳng hơn. Cuối cùng điểm thi của mình cũng không quá tệ, mình đạt 7.0 overall. Nhưng mình biết nếu mình không quá căng thẳng thì mình có thể đạt được số điểm cao hơn. Mình cứ trải qua mọi thứ như vậy và chẳng cảm nhận được điều gì. Bẵng đi, một thời gian dài sau đó, với nhiều kiến thức hơn, mình bắt đầu phân tích và liên kết mọi chuyện lại, thì mới băn khoăn tự hỏi. Biết đâu có mối quan hệ mật thiết giữa cảm giác căng thẳng và điểm số của bài thi. Biết đâu mình không phải chỉ ăn may trong lần thi đại học. Suy ngẫm đó đã dẫn mình tới một vấn đề. Cố quá, quá cố. Vì sao bạn nên quan tâm đến điều này? Bây giờ, hãy thử tưởng tượng về một vài khoảnh khắc tồi tệ mà bạn từng hoặc có thể đã trải qua nhé. Những trải nghiệm xảy ra và kết thúc trong phút chốc thôi, nhưng có thể đem lại những tổn thất lớn nếu bạn phạm phải sai lầm. Như việc trong lúc đang làm bài tập về nhà, bạn liên tục phạm lỗi, và trong một thoáng mơ hồ, bạn tin rằng mình thật ngốc. Sau đó bạn càng cố gắng làm hơn, nhưng càng làm bạn lại phạm càng nhiều lỗi hơn, và rồi càng nghĩ rằng mình thật tệ. Hay một ngày mới vừa đến, bạn hớn hở bước tới tiệm cà phê thân quen. Bỗng nhiên, bạn gặp một người lạ và họ nói một điều thật khó nghe khiến bạn buồn hiu hiu, upset cả ngày. Bạn cố gắng làm mình vui lên, nhưng càng cố bạn càng nhận ra là mình bị khó chịu. Có lẽ giờ bạn và mình đã nhận ra chúng ta rơi vào một vòng lặp tồi tệ do chúng ta có những phản ứng thái quá, overreaction. Những hành động này thường thiếu suy nghĩ và bản năng. Nhưng bạn đừng quá lo vì đây là những phản ứng tự nhiên. Chúng ta trải qua hàng triệu năm tiến hóa và phần lớn độ dài của khoảng thời gian đó, chúng ta sống ở đồng cỏ savan hay rừng mưa nhiệt đới, chứ không phải là trong vòng máy lạnh hay là những tòa cao ốc như thế này. Sống trong savan, một môi trường đầy rẫy sự hiểm nguy đến từ những loài động vật ăn thịt rình rập ta trong những bụi cỏ, hay là thiên tai bất ngờ ập đến, buộc hệ thống thần kinh giao cảm, nervous system, của chúng ta phải có những phản ứng thật nhanh và mãnh liệt để đánh hay tránh né, fight or flight,
thường là chúng ta sẽ chạy thục mạng khi mà chúng ta nhận diện được sự nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng trong thời điểm hiện tại, xác suất của việc chúng ta bị một con thú tấn công trong cuộc sống đời thường là rất thấp, nên hệ thống thần kinh giao cảm sẽ phản ứng lại với những hoạt động bình thường như giải bài tập sai một cách thái quá và cho ra quá nhiều hành động thiếu suy nghĩ và không tĩnh tâm khi bị đánh động bởi não bộ, cuối cùng gây cho chúng ta những cảm xúc tiêu cực như ví dụ trên. Ý mình ở đây là hệ thống thần kinh giao cảm, nervous system của chúng ta sẽ phản ứng rất mãnh liệt và rất nhanh, cho ra những hành động không suy nghĩ, cho dù chuyện đó có thật sự nghiêm trọng hay không. Và nếu trong những khoảnh khắc như vậy, nếu chúng ta không lùi lại một bước, cố gắng cân nhắc suy nghĩ khác đi, thì chúng ta có thể chịu những tổn thất vô cùng nặng nề như việc đánh đổi sinh mạng của chúng ta. Chắc hẳn bạn cũng từng thấy được những câu chuyện tự vẫn của những bạn còn khá trẻ trên báo đài. Theo kinh nghiệm sống của mình, thì họ thường làm mất mạng mình trong những khoảnh khắc tuyệt vọng và thiếu lý trí nhất. Những câu chuyện thật đau lòng. Vậy chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn những việc như thế? Hãy cùng mình đi đến câu hỏi thứ hai này nhé. Chúng ta có thể giải quyết việc này như thế nào? Theo mình thì chúng ta chỉ cần hiểu rõ để có thể ứng biến khéo léo với những kiến thức từ các đồ thị sau đây. Linear equation, phương trình tuyến tính. Đối với những tác vụ lặp đi lặp lại và không tốn quá nhiều suy nghĩ như việc quét nhà, dọn phòng hay xếp quần áo, khi bạn cố gắng một thì thành quả bạn nhận lại được bằng với công sức bạn bỏ ra. Tuy nhiên, vì phần lớn những tác vụ trong cuộc sống không hề đơn giản và thiếu suy nghĩ, thế nên điều đó dẫn chúng ta đến một biểu đồ thứ hai. Diminishing return, quy luật hiệu suất giảm dần. Diminishing return có nghĩa là khi bạn càng trải nghiệm một điều gì đó, bạn sẽ càng nhận ra mình chẳng thu được bao nhiêu cả. Nếu được đột xuất nghỉ học 3 ngày, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng nếu bạn phải nghỉ liên tục trong 3 tháng, thì bạn biết bạn sẽ cảm thấy như thế nào rồi đấy. Dành một ngày trong tuần để đi cà phê, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi đến với không gian đó. Nhưng mà nếu ngày nào cũng đi, thì bạn sẽ chẳng cảm thấy gì quá là thú vị cả. Giống như dành vài phút để suy nghĩ về tầm quan trọng của một kỳ thi sẽ giúp bạn có tâm trạng ôn bài hơn. Nhưng nếu bạn trở nên quá lo lắng, thì bạn sẽ bị giống mình, đổ mồ hôi tay và đau bụng trong lúc thi, khiến việc làm bài càng trở nên khó khăn. Inverted curve, đường cong đảo ngược. Inverted curve xảy ra khi sự cố gắng và kết quả có mối tương quan trái ngược nhau. Điều đó có nghĩa là bạn càng cố gắng thì kết quả càng tệ hại. Inverted curve chỉ xảy ra với một số ít sự việc trong cuộc sống. Nhưng thiểu số những khía cạnh đó là những khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống. Giống như việc bạn càng cố gắng sức đi theo đuổi thứ mà bạn gọi là hạnh phúc, thì bạn lại càng không cảm thấy mình hạnh phúc vậy. Mình nhớ tới lần đầu tiên mình buồn về chuyện tình cảm. Mình có tâm sự với một người chị của mình. Sau khi chị ấy nhiệt tình khuyên bảo hết lời, mình mạnh dạn chốt hạ một câu rằng: "Em sẽ cố gắng không buồn nữa." Chị ấy bảo: "Không, cứ buồn đi em, đừng chối bỏ." Sau này mình mới ngộ ra rằng nếu lúc đó mình cố chối bỏ nỗi buồn thì mình sẽ lại càng buồn thê thảm hơn thôi. Hồi kết. Mình mong rằng nhờ những kiến thức phía trên, bạn sẽ càng hiểu rõ khi nào mình nên làm gì và không nên làm gì, khi nào nên breakthrough, cố gắng thúc đẩy giới hạn của bản thân, và khi nào nên take a break, nghỉ mệt nhé. Người càng có ít điểm mù sẽ càng đưa ra được những quyết định sáng suốt. Quan điểm này được ủng hộ bởi nhiều người với đầy kinh nghiệm và sự thông thái. Một trong số đó là nhà đầu tư, tỷ phú người Mỹ Ray Dalio, khi vài ngày trước ông có chia sẻ trên Facebook rằng: "When you are close-minded and form an opinion in an area where you have a blind spot, it can be deadly." Và bây giờ thì hai điểm mù của mình đã trở thành điểm sáng của tất cả chúng ta. Nhưng như thế là chưa đủ. Nếu đã đầu tư thời gian để đọc hết những dòng này, thì mình mong bạn sẽ cố gắng vận dụng những kiến thức trên vào cuộc sống. Vì nếu không như thế, thì điều đó không những không tạo ra được điều tích cực, mà hơn thế là điều tiêu cực. Thế nên, các bạn áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống nhé. PS, cảm ơn các bạn vì đã giúp mình có được động lực viết bài tốt hơn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này.
đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!